Chào cả nhà nha. Hôm nay mình chạy xe cặp mấy lộ ở gian rừng nè cả nhà. Mình đi bắt ốc len. Mà nãy giờ bữa nay bị trời mưa quá cả nhà. Mình đang quay đây là trời đang mưa nè. Nên nãy giờ mình đục mưa không à. Mình có bắt được một ít ốc len. Giờ mình quay cho cả nhà xem nha. Đây, chỉ có mấy con gì thôi nha. Mong cả nhà xem cũng thông cảm cho mình. Giờ mình quay cho cả nhà xem về cái phong cảnh rừng, thiên nhiên xung quanh và cảnh biển nha. Cả nhà vô xem thì nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình nha, để mình có cái động lực mình đăng lên nhiều cái video tiếp theo. Mình xin chân thành cảm ơn. Giờ mình xin chuyển camera về phía sau mình quay cho cả nhà xem nha. Giờ em quay cho cả nhà xem cảnh rừng xung quanh và cảnh biển nha. Cảnh rừng thiên nhiên nhìn rất là đẹp nha cả nhà. Wow. Ở đây là kêu bằng rừng mắm nha cả nhà. Đây, ở đây toàn bộ là rừng mắm. Đây, còn bên đây thì bên rừng này thì có đước chứ có mắm lộn xộn nha cả nhà. Giờ em lội ra ngoài mé biển em quay cho cả nhà xem nha. Giờ em lội ra mấy biển nha cả nhà. Giác này nước nó đang lớn, nó đang chảy vô đây cả nhà. Rồi, em lội đúng đó cả nhà ơi. Đây cả nhà xem. Cảnh trong rừng này cá thò lòi nó chạy. Nhìn rất là thú vị nha cả nhà. Nhìn rất là đẹp mắt nha. Wow, cá chạy nhóc hết trơn cả nhà ơi. Đây em lội đây coi còn gặp con nào nữa không nha. Đây. Wow, cá nó chạy tuốt đó luôn đó cả nhà. Cảnh rất là đẹp nha. Đây, nhìn cảnh biển nha. Cảnh rừng xung quanh rất là đẹp nha cả nhà. Bữa nay em đi vô rừng em đi lội đi bắt ốc bị thất thoát cả nhà ơi, mưa. Giác này mà trời còn đang u ám gì đây cả nhà. Đây, còn đang u ám gì đó. Mưa nó cũng mới vừa tạnh nè nha. Đây. Cảnh gian rừng nhìn rất là đẹp nha. Đây, nghe những cái tiếng sóng vỗ nó. Nghe nó quá là thú vị luôn nha cả nhà. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Wow, nhìn cái biển quá là lý tưởng nha cả nhà. Đây, mình ra mình ngắm cái cảnh biển và nghe những cái tiếng sóng vỗ gì. Nghe nó cũng rất là vui nha cả nhà. Ở đây là em dòm cái cục đen đen, thấy cái cục đen đen bên đó đó cả nhà. Ở đó là kêu bằng hòn khoai nha. Trời trong thì mình dòm, mình thấy nó rất rõ. Nhưng mà cái cảnh em quay thì nó hơi u ám bởi vì trời mưa. Thì mong cả nhà xem cũng thông cảm nha. Còn những cái nhà mà nhỏ nhỏ bên đó thì người ta cất, người ta để người ta giữ nghêu, giữ sò rồi đó cả nhà. Đây, em lội một dòng cảnh biển cho cả nhà xem nha. Wow, cảnh biển đẹp quá cả nhà ơi. Ở đây em quay thì vùng biển mũi Cà Mau nha cả nhà. Đây, nước lớn là nó lớn lên như vậy đây. Nó lớn nước đầy hơn thì nó ngập tuốt lên tới trên lần nha. Đây có mấy cái võng của mấy anh mà đi đăng cá kèo rồi đó, đăng cua đó cả nhà. Ta văng đằng ta vô ta nghỉ mệt rồi đó nha. Đây có những cái tàn cái mắm rất là đẹp nha.
Em quay này mà gặp trời nắng nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Wow, nhìn thấy con cá nó chạy. Cái thằng lồi con nó chạy thấy thương quá. Cảnh quá đẹp, quá là hữu tình anh nha cả nhà. Đây vùng biển mình nói chạy dài xuống là tới mũi Cà Mau nha. Biển mũi Cà Mau của mình thì ở đây là cũng cuối cùng của Tổ quốc rồi nha cả nhà. Nó giáp ranh với vịnh Thái Lan nha. Cái hòn khoai đó thì ta thường ai đi du lịch ở hòn khoai ở đó đó cả nhà. Ban đêm thì nó có những cái đèn nó chớp chớp lên nha. Đây, cái này là trời hiện đang u ám, bắt đầu nó tối dần. Đây, trời nó đang rớt mưa nữa đây cả nhà. Nên cảnh em quay nó có hơi tối thì mong cả nhà cũng thông cảm nha. Đây cả nhà. Ở ngoài biển thì có rất là nhiều xuồng máy ga rồi nó đi chạy đi đánh bắt nha. Tại bữa nay là gió với gió mưa nhiều quá, biển động á. Nên ga rồi nó đánh bắt cá rồi, bắt sò, bắt nghêu rồi nó ít nha cả nhà. Rồi, chào anh trai nha. Đây, em chào anh trai. Ơi, chào anh. Đây cả nhà. Mấy anh em đi làm nghề biển dắt này thì em mới có gặp một chiếc giỏ hả nha. Như thường lệ, như thường ngày là rất là đông nha. Gặp làm nghêu hay gì, mình làm sò, làm nghêu là toàn ở ngoài biển nha cả nhà. Đánh bắt cá đó. Đây có những con cá thời lồi con nó chạy đây cả nhà. Wow. Đây, cá thời lồi con nó chạy. Nhìn rất là đẹp nha. Lúc này cái nguồn ốc nó cũng cạn kiệt rồi. Nên đi bắt ốc thì nó đôi lúc nó cũng rất là ít nha cả nhà. Có ốc thì nước lớn nước đầy nó đeo trên cây móng gì. Cái mê lắm. Bà khía rồi đó cả nhà. Wow, phong cảnh quá là tuyệt vời nha. Giờ hôm nay em đi bắt ốc len bị thất thoát rồi cả nhà ơi. Bị trời mưa nên em không bắt được nha, ốc len được nhiều nha. Được có mấy con hồi nãy em có quay cho cả nhà xem đó. Thì giờ em chỉ quay cho cả nhà xem về cái cảnh rừng với cảnh biển nha. Nếu cả nhà thấy thích thì đừng quên cho em xin giùm một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần em nha. Em xin chân thành cảm ơn. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.